Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp rộng sâu đất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe Thái Chuyên trì tụng nguyện tỏ Như Lai nguyện nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 681. Kinh Đại Thừa Mật Nghiêm. Hán dịch đời Đường. Tam Tạng Pháp Sư Địa Bà Ha La người nước Thiên Trúc. Quyển thượng phẩm 1, hội Mật Nghiêm. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở cõi nước Mật Nghiêm, ngoài các cõi dục sắc, vô sắc và vô tưởng, chứng đắc lực thần thông. Đối với các pháp tự tại vô ngại, chẳng phải là chỗ hoạt động của các ngoại đạo và hàng dị thừa, cùng với vô số đại Bồ Tát ở 10 ức cõi Phật. Những vị hành giả tu tập thân cận, tất cả đều vượt khỏi cảnh giới của tâm ý thức, đạt được trí như ý, thân vượt khỏi sinh y, thành tựu tam muội như huyễn, thủ lăng nghiêm pháp vân. Các vị Bồ Tát ấy tên Bồ Tát Tồi Dị Luận, Bồ Tát Đại Tuệ, Bồ Tát Như Thật Kiến, Bồ Tát Trì Tấn, Bồ Tát Giải Thoát Nguyện, Bồ Tát Quán Tự Tại, Bồ Tát Đắc Đại Thế, Bồ Tát Thần Thông Vương, Bồ Tát Phân Thù Sư Lợi, Bồ Tát Kim Cang Tạng. Những vị đại Bồ Tát này đều là vị thượng thủ. Bấy giờ Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác, từ tam muội tự chứng trí cảnh, hiện pháp lạc thần trú thần thông, biện tài hiện chúng sắc tượng, đứng dậy phát ra ánh sáng như điện chớp hình cầu vồng đẹp đẽ trang nghiêm, rồi cùng với các vị đại Bồ Tát vào trong điện vô cấu Nguyệt Tạng, ngồi trên tòa sư tử Mật Nghiêm. Các chúng Bồ Tát cũng đều theo ngồi. Đại chúng đã ngồi ổn định. Lúc ấy Đức Thế Tôn nhìn khắp bốn phương, từ giữa chặng mày phát ra ánh sáng hào quang thanh tịnh, tên là Kế Châu Trang Nghiêm, có vô lượng ánh sáng xung quanh giao hòa phản chiếu tạo thành lưỡi ánh sáng. Khi lưỡi ánh sáng này chiếu khắp thì tất cả cõi Phật, cõi nước Phật đều có tướng trang nghiêm vi diệu giống như vi tròn. Cõi Phật Mật Nghiêm hơn tất cả các cõi Phật, không có mặt trăng, mặt trời và các ngôi sao, như tánh vô vi chẳng động như hạt bụi. Chư Phật và các vị Bồ Tát trong hội Mật Nghiêm cùng nhiều vị từ khắp các cõi nước khác đến hội này đều như hư không, niết bàn và phi trạch diệt vô vi. Bấy giờ Đức Thế Tôn hiện khắp các cõi nước bằng công đức thù thắng của Phật Bồ Tát, và lại dùng Phật nhãn nhìn khắp mười phương các chúng Bồ Tát, bảo với Bồ Tát Như Thật Kiến: Này Như Thật Kiến, nay cõi nước này tên là Mật Nghiêm. Các Bồ Tát từ trong cõi các sắc, vô tưởng, dùng sức tam muội phát sinh lửa trí tuệ tiêu đốt sắc, thọ và vô minh, chuyển chỗ lệ thuộc mà đạt được trí định, dùng lực thần thông của ý sinh thân mà tự trang nghiêm, không có chỗ hở, không có thể chất, như hình ảnh của mặt trăng, mặt trời, luồng điện chớp ngọc sáng màu vàng tía, pha lê, san hô, ca chim, ba ca, chim, công, trăng hoa ở trong gương, nhờ tam muội tự tài trụ ở nơi các cõi hữu lậu thanh tịnh, đầy đủ thập nguyện thập hồi hướng, nên được thân phi diệu thù thắng đến đây. Khi ấy, Bồ Tát Như Thật Kiến ở trong đại chúng, từ chỗ ngồi đứng dậy, rách vai áo phải, quỳ gối chắp tay cung kính thưa: Bà Thế Tôn, hôm nay con có điều muốn hỏi, xin Đức Như Lai thương xót, chấp nhận giảng nói cho con. Đức Phật bảo: lành thay, ông cứ tự ý hỏi, ta sẽ khai thị giảng nói cho ông. Bồ Tát Như Thật Kiến liền thưa: Bà Thế Tôn, chỉ cõi Phật này là hơn cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, cõi vô tưởng và cõi chúng sinh chăng? Đức Phật đáp: Này thì Nam, ở phương trên cách đây hơn trăm ức cõi Phật có các cõi Phật Phạm Âm, cõi Phật Ta La Thọ Vương, cõi Phật Tinh Tú Vương. Ngoài các cõi nước này, lại có vô lượng trăm ngàn cõi nước rộng lớn xinh đẹp với đủ loại trang nghiêm. Trong các cõi ấy, chư Phật đều vì các Bồ Tát mà nói pháp hiện lạc trụ, từ chứng trí cảnh, xa lìa các phân biệt, đạt được cảnh giới niết bàn, chân như thực tế một cách hoàn toàn. Do đó nên biết, ngoài cõi Phật này, còn có vô lượng các cõi Phật như vậy. Này Như Thật Kiến, trong cõi Phật và chúng hội chúng Bồ Tát này, chẳng phải chỉ có ông đang sinh tâm nghi ngờ muốn thưa hỏi Như Lai, còn có Bồ Tát tên là Trì Tấn cũng nghi ngờ. Giấy liền dùng thần thông bay lên phương trên, vượt hơn trăm ngàn ức cho đến như hằng hà xa thế giới chư Phật, nhưng cũng không thể một lần nhìn thấy được đỉnh đầu của Như Lai. Tâm nên thán phục, tưởng đến sự không thể nghĩ bàn của Phật. Bồ Tát rồi trở lại thế giới Ta Bà trong thành Xá Vệ,
đến chỗ của ta sám hối tội lỗi, rồi tán thán vô lượng chư Phật giống như hư không, và trụ ở trong cảnh tự chứng đến nước Mật Nghiêm. Lúc ấy trong chúng hội có Bồ Tát Kim Cang Tạng có thể khéo giải nói về tướng của các cõi vi diệu, xác định rõ hết nguồn gốc. Từ chỗ ngồi đứng dậy, trên áo vai bên phải quỳ gối sát đất, chắp tay cung kính thưa Bạch Thế Tôn, còn đối với pháp của Đấng Như Lai ứng chánh đẳng giác, muốn thưa hỏi, xin Đức Phật từ bi giảng nói cho con. Đức Phật bảo: Kim Cang Tạng, ông có điều gì cứ hỏi, Như Lai sẽ tùy thuận theo tâm của ông mà khai thị giảng nói. Để Đức Phật cho phép, Bồ Tát Kim Cang Tạng liền thưa: Bạch Thế Tôn, Phật giác ngộ là nghĩa thế nào? Đã giác ngộ rồi, sao lại thỉnh giảng nói pháp tánh để hiển bày cảnh giới đệ nhất nghĩa? Trừ Phật quá khứ, vị lai hiện tại, những người đang tu hành còn thấy sắc tưởng và chấp theo luận thuyết ngoại đạo, vẫn còn khởi cảnh phân biệt nhiều hơn cả vi trần. Tánh tự tại mới là như hư không, ngã ý căn cảnh hòa hợp. Những sự thái như vậy lại có chấp thủ, vô minh ái nghiệp, nhãn sắc và minh. Bây giờ lại có xúc và tác ý. Các phép này là làm nhân duyên, đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, hòa hợp sinh ra thức, nhớ nghĩ hư vọng, rồi khởi các thứ luận bàn về có không. Ở trong pháp này, đã có những người đối với năm uẩn của chúng sinh rơi vào kiến chấp về tánh không. Về đế đoạn dứt sự biết phân biệt vọng tưởng như vậy, Sư Thế Tôn nói về sự biết rõ sẽ lìa năm thức, chúng con mới có thể đối với các pháp được tự tại hay biết về nghĩa giác ngộ của Phật, làm cho những người nghe đều được giác ngộ như Phật, biết rõ năm thứ uẩn để cho đắc quả vị chánh giác. Đức Phật bảo Đại Bồ Tát Kim Cang Tạng: lành thay này Kim Cang Tạng, mười địa tự tại của các cảnh giới phân biệt, bậc có trí tuệ lớn có thể hiển bày, chúng tánh Phật pháp là tối thượng quý báu, chẳng phải chỉ mình ông đối với ý nghĩa sự giác ngộ của Phật mà sinh tâm mong cầu, muốn thưa hỏi ta. Còn có vô lượng Bồ Tát trong những hiền kiếp do ý nghĩa này một khởi tâm mong cầu hiếm có, suy nghĩ đủ cách để hỏi Phật: Như Lai là nghĩa gì? Sắc là Như Lai chăng? Đối với uẩn xứ, giới xứ và các hành cũng như vậy, trong ngoài mong cầu cũng không thấy được Như Lai. Đây là đều là những việc làm hoại diệt chánh pháp. Dùng trí thiền định quan sát kỹ, thậm chí phân tích nhỏ nhặt bụi đều không thể thấy được, và các uẩn thô xấu. Còn Như Lai là pháp thân thường trụ. Lành thay thiện nam, ông có thể vào sau pháp giới, lắng nghe và khéo nhớ kỹ, ta sẽ nói rõ cho ông. Đại Bồ Tát Kim Cang Tạng đáp: Bạch Thế Tôn, con xin vâng lời. Đức Phật nói: này thiện nam, Tạng Kim Cang, ta muội thù thắng tự tại, Như Lai chẳng phải uẩn cũng không khác uẩn, chẳng phải nương nơi uẩn, chẳng phải không nương nơi uẩn, chẳng phải sinh diệt, chẳng phải trí, chẳng phải không trí, chẳng phải căn, chẳng phải cảnh. Vì sao? Vì uẩn giới xứ các căn cảnh đều là thô xấu, không thể trụ ở bên trong hay bên ngoài mà thấy được Như Lai. Này thiện nam, sắc không có giác tri, không có suy nghĩ, sinh rồi chắc chắn sẽ diệt, giống như các loại cỏ cây ngói đá, hạt bụi tụ hợp lại như bọt nước. Thọ do hai pháp hòa hợp mà sinh, giống như bong bóng nước, như bình và vỏ. Tưởng cũng như hai nhân duyên hòa hợp mà sinh, như sóng nắng. Ví như trời quá nắng, mặt đất bốc hơi nóng lên, ánh sáng mặt trời chiếu vào trông như sóng nước. Những con ngựa vì quá khát, từ xa trông thấy tưởng là nước thật. Tưởng cũng như vậy, không có thể tánh, hư vọng không thật. Người phân biệt thấy như có tánh, thể tướng và tên gọi khác nhau. Người tu định thì có, thì quán như sừng thỏ, như con của thạch nữ, chỉ là giả danh không có thật. Như trong mộng thấy sắc, là chỉ do vọng tưởng mà thấy, tỉnh mộng liền chẳng có. Trong giấc mộng do mình thấy có các thứ hình sắc, nam nữ lúc thành chánh giác thì không còn thấy. Ví như cây chuối lột bỏ hết vỏ, thì bên trong không có lõi. Hành cũng như vậy, xa lìa thân và cảnh thì không có thể tánh. Thức như việc huyễn, giả dối không thật. Ví như ảo thuật hay ví như ảo thuật gia hay đệ tử của ông ta dùng các thứ cỏ cây giả làm hình người, hoa ngựa,
đủ thứ hình hài đẹp đẽ. Người ngu tham cầu tưởng huyền ấy, người trí sáng suốt thì không như vậy, thức cũng như thế. Nhưng nơi các thứ khác mà có sự phân biệt, chỉ do đăng thủ sở thủ mà sinh ra. Nếu tự mình hiểu rõ thì diệt mất, do đó thức không có thực thể giống như việc huyễn. Này Kim Cang Tạng, Như Lai thường trụ không biến đổi trong cảnh giới tu pháp quán hành, nhớ nghĩ đến Phật gọi là Như Lai Tạng, giống như hư không không thể hoại diệt, gọi là cảnh giới Niết Bàn, cũng gọi là pháp giới. Chư Phật Thế Tôn thọ quá khứ hiện tại vị lai cũng đều theo như đây mà tuyên thuyết. Như Lai xuất hiện ở đời hay không xuất hiện ở đời thì tánh này vẫn thường hằng, gọi là pháp trụ tánh, cũng gọi là pháp ni dạ ma tánh. Này Kim Cang Tạng, thế nào gọi là ni dạ ma? Điều ác đời sau nhà đây mà xa lìa, là tam muội này có thể quyết định diệt trừ các điều ác về sau, do nghĩa này nên gọi là ni dạ ma. Nếu có người trụ trong tam muội này, đối với các chúng sinh tâm không còn vướng mắc thì chứng được thực tế niết bàn, giống như thanh sắt nóng bỏ vào trong nước mát lạnh. Cái Bồ Tát sợ bỏ không dừng lại nơi chỗ chấn đắc, thì vì chúng sinh mà làm lợi ích, không liền tinh tấn, đại bi và các ba la mật, không đoạn giống Phật, không đi theo con đường của nhị thừa ngoại đạo, như voi có sức mạnh lớn, không bị lún vào bùn tam muội, tâm không đắm trước cảnh giới của Tất, đối với pháp môn của Phật thường không thoái chuyển, dùng trí tuệ rốt ráo hội nhập vào pháp thân của Phật, hiện bày oai đức rộng lớn của Như Lai, thành bậc chánh giác, chuyển diệu pháp luân, dùng trí dùng bằng cảnh các sắc làm tư lương, nhập vào định của Như Lai ở trong cảnh Niết Bàn. Lần lượt tu hành vượt khỏi tám địa, khéo dùng phương tiện tu tập đạt đến địa thứ 10. Nhờ oai đức rộng lớn của Như Lai, trụ nơi cõi tự chứng của chư Phật, cùng tương ứng với tam muội vô công dụng, đi khắp mười phương và không rời khỏi chỗ cũ. Thường nương cõi Phật, mật nghiêm của Phật mà chuyển sinh y của mình. Thân bằng trí, định ý có sức thần thông tự tại đều được đầy đủ, ví như bóng trăng giữa không trung hiện khắp các dòng nước. Đức Phật cũng như vậy, hóa hiện thân hình khắp các thế giới thế gian, tùy theo tâm ưa thích của chúng sinh làm cho người nhìn thấy đều được lợi ích, đã khiến họ đến cõi mật nghiêm tùy theo căn tánh ưa thích dần dần khai thị giáo hóa. Vì tất cả chúng sinh ở cõi dục cõi trời tự tại cho các Bồ Tát mà thuyết pháp, đem đến sự lợi ích an lạc cho các cõi mười phương cõi Phật công đức trang nghiêm, đến đời vị lai tùy theo căn cơ mà ứng hiện, nhờ trì chú an thiền na dự và ở chung với các vị thần cung điện tiên linh và người, nhưng họ không thể thấy được. Như Lai thì hiện biến hóa rồi lại trụ trong thân chân thật không hiện nữa. Cũng như vậy, lúc ấy Đức Thế Tôn liền nói kệ: các căn uẩn như đống rắn, suốt cảnh giới làm duyên, nghiệp si ái đã sinh, không thoát được phiền não, tâm và các tâm sở lo nghĩ mãi không an, giác quán bị quấn quanh như rồng bị quấn chặt, độc sân từ đây khởi như ngọn lửa cháy mạnh. Người tu pháp quán hành là bỏ các pháp uẩn, nơi đây thường quán sát nhất tâm không biến trễ, ví như giữa hư không không cây mà có hình, đường gió cùng dấu chim thấy được đều rất khó, năng tạo pháp được tạo, sắc cùng chẳng phải sắc, thế Như Lai ở đó cũng đều khó như vậy. Khác cho như thật tế và thể tánh chư Phật chỗ thực hành tự chứng giữa các cảnh ngôn ngữ. Niết Bàn gọi là Phật, Phật cũng là Niết Bàn, lìa các tưởng phân biệt làm sao có thể thấy. Vàng vụn nơi quặng vàng, trong quặng không thấy vàng, người trí khéo luyện nấu vàng rồng mới hiện ra, nghiền nát hết các sắc cho đến thành bụi nhỏ và phân chia các uẩn, hoặc một tánh hoặc một hoặc tánh khác. Tánh Phật không thể thấy, chẳng phải không có Phật. Người định quán Như Lai đủ 32 tướng cùng những sự khổ vui thể hiện đều rõ ràng, người thế không nên nói Như Lai là không có. Phật tam muội nhất duyên, Phật thiện nhân thiện căn, Phật nhất thiết thế thánh và Phật chánh đẳng giác. Năm vị Phật như vậy ngoài ra đều biến hóa 32 tướng tốt, Như Lai tạng có đủ, nên Phật chẳng phải không.
người định có thể thấy vượt ra khỏi ba cõi vô lượng các đức Phật, cõi Như Lai vi diệu thanh tịnh nhiều đệ tử định tuệ cùng tương ưng thành tựu tánh kiên cố, đến cõi nước Mật Nghiêm tư duy oai đức Phật, người trong hội Mật Nghiêm tất cả đồng như Phật, vượt qua sát na diệt thường ở trong tam muội. Thế Tôn có định lớn trụ thiền định vắng lặng, các tướng tốt công đức trong ngoài đều trang nghiêm, các thân Phật biến hóa từ cõi đâu xuất xuống. Phật thừa ở Mật Nghiêm hiện thân từ cõi ấy, trụ chánh định chân thật, tùy duyên hiện các hình như trăng giữa hư không, bóng hiện khắp trong nước như ảnh các viên ngọc, hợp sắc nên mắt thấy. Như Lai trụ chánh định hiện thân cũng như vậy, với như hình và tượng chẳng phải một chẳng khác, đấng trượng phu tối thắng thành tựu các sự nghiệp, chẳng phải tánh vi trần, không thời không tự tại, cũng chẳng ngoài các duyên mà hiện ở thế gian. Như Lai dùng tánh nhân trang nghiêm tự báo thân, tùy cõi mà ứng hiện, tất cả đều thấy rõ, tự tại nơi tam muội trong ngoài đều thể hiện. Sông núi và rừng vắng, bạn bè các quý thuộc, mặt trời trăng và sao ánh sáng hiện hình tượng. Như vậy cái thế gian bao hàm hết trong thân, đặt trong lòng bàn tay nhỏ bằng như hạt cải. Phật thiền định tự tại, đấng mâu ni tối thắng, thế gian không thể làm, chỉ do Phật biến hóa. Người vô trí mù tối chạy theo vòng phân biệt, chấp trước nơi hữu vô, có ngã hoặc không ngã, hoặc nói tất cả diệt hay chỉ diệt một phần. Những người như thế ấy thường tự làm hại mình. Vì sao ở trong đây lại sinh các kiến chấp? Phật ở khắp ba cõi, bậc đại sư quán hành, xem đời như thành càn, tạo tác ra các việc. Cũng như sắc trong mộng là vật khác tìm nước, do các thứ gió nghiệp bị ràng buộc bị thoái lui, Phật ở trong phương tiện thấy biết đều tự tại. Ví như người thợ giỏi khéo điều khiển máy móc, cũng như người thuyền trưởng giữ lái mà chuyển động, Như Lai rất vi diệu tịch tỉnh không biên giới, vượt các căn chấp trước chân đắc được tịnh căn. Người tu hành định này nương vào định vi diệu, tất cả người tu quán hiểu rõ chỗ trụ tâm, tánh Phật rất thanh tịnh, chẳng có cũng chẳng không, xa lìa các giới hạn, không lệ thuộc căn trần, tâm tương ưng diệu trí của cảnh giới tối thượng, biết tướng đều không tánh, tức là thấy Như Lai, phá các tâm phiền não chẳng chấp vào tam muội, trụ nơi đạo thanh tịnh, tất cả chẳng nhiễm ô. Chư thiên càng tác bà tu la khẩn na la, tiên nhân và ngoại đạo tán thán và cúng dường, nơi ấy không mê đắm và tạo nghiệp thế gian, trụ ở chỗ thanh tịnh khế hợp với diệu lý. Các trời người nhìn thấy tạo tác của biến hóa, Phật chẳng hiện đây kia như mặt trời mặt trăng, trụ ở đạo viên mãn hiện trừ các cống cao đối các phái ngoại đạo, tùy nghi mà nhiếp phục vô số các pháp trí, chỉ chủ luận bốn vệ đà đều là các Như Lai nương xác định mà thuyết. Các quốc vương vương thần cho đến chốn rừng núi rừng, tất cả các phép tắc đều do Phật sinh ra. Mười phương các kho báu phát sinh ngọc thanh tịnh, lão ái thần tự tại của đấng thiên trung thiên, tất cả trong ba cõi có những người trí sáng tạo vô số phương tiện, nhờ Phật mà thành tựu, hiện từ cõi đau xuất. Các thể nữ vây quanh ca hát dạ vui đùa, đêm ngày thường tụ tập hoặc chư như kiên lợi chí, cư sĩ xá lân ba đoạn dứt và ra khỏi cảnh ràng buộc thế gian, tuy ở tất cả chỗ hiện làm người trí sáng, trong trang nghiêm sâu kính tất nhiên không lay động cảnh mâu ni lớn này. Kẻ ngu sinh phân biệt như người bệnh nhầm mắt, giống bầy thú khát nước, quán thế đời như huyễn, như được ở trong mộng cảnh giới của Như Lai, Phật tự thấy chân thật. Người tu quán như vậy từ mê đến giác ngộ, Na La cùng Y Xá Phạm Thiên Bà Đáng Na Nang Đà Cư Ma La cùng kiếp tỷ thụ ca, chỗ thiền định quán xét nơi đây thường mê hoặc đời khứ lai hiện tại,
tất cả các mâu ni bị phiền não che tâm cũng chẳng thể thấy được. Lành thay Kim Cang Tạng đi khắp trong các cõi là nhờ oai thần Phật. Được ở cõi mật nghiêm cảnh giới của ông đây, cho nên gì ông nói hoặc có vọng phân biệt, đánh thù thắng phía trần. Như người thợ tạo ra đồ hình tướng các vật, sinh chỉ là pháp sinh, diệt cũng là pháp diệt, vọng chấp tất cả vật chỗ tạo tác vi tế. Từ nhân rõ ở quả, ví như đèn chiếu vật, trước không được tướng vật. Đã tắt rồi cũng vậy, chẳng phải trong quá khứ có tánh nắm bắt được. Vị lai cũng như vậy, lìa duyên không có tánh, mà mỗi duyên bên trong biến tìm không có thể, không thấy tánh có không, cũng không thấy không có. Các uẩn như bình vỏ, vì tế mà phân biệt, có 360 đại tà hoại đạo chánh qua lại trong sinh tử, không có pháp niết bàn. Phẩm 2 diệu thân sinh phần 1. Bây giờ Bồ Tát như thật kiến của ai lực lớn tồn tại trong thế gian, trên thân Bồ Tát pháp phục tốt đẹp trang nghiêm, đứng cách xa chỗ Phật của mình chắp tay nhất tâm cung kính hướng đến đại Bồ Tát Kim Cang Tạng thưa: Tôn giả khéo thông đạt, được trí cảnh hiện pháp lạc trú, đối với ba thừa thế gian tâm không còn chống trái, là bậc thầy đại định, nơi định tự tại có thể tùy thuận thuyết giảng từ các cõi, thường ở trong tất cả các cõi nước Phật vì các bậc thượng thủ diễn giảng pháp vi diệu tâm sâu. Cho nên nay tôi xin thỉnh tôn giả thuyết về cảnh chứng đắc bên trong hiện pháp đặc trú của các thánh nhân không theo hạnh người khác, khiến cho tôi và các Bồ Tát khác được thấy pháp đó, an lạc tu hành ở trong cõi Phật, được ý sinh thân và ngôn thuyết thân, xuất thần thông tự tại đều được đầy đủ, chuyển sinh y của mình mà không dừng lại nơi quả vị chứng đắc. Như các tia sáng của Ngọc Mani hiện lên các hình sắc nơi tất cả nước Phật thuyết hạnh mật nghiêm. Đại Bồ Tát Kim Cang Tạng bảo: Lành thay nhân giả, có thể thuyết thể tịnh ta thuyết pháp vô ngã để vào cõi mật nghiêm. Nhân giả trước nên hiểu rõ các cảnh phân biệt là tướng của tâm, ở trong cảnh giới ấy sẽ bỏ những sự phân biệt. Nhân chủ thấy tất cả thế gian là phân biệt, thấy thể của tất thế gian tức là ở nơi duyên mà được tham muội. Nơi tôi vì ông khai thị pháp đó, nhân chủ nên lắng nghe Bồ Tát nói kệ: Tất cả các thế gian hư ảo như sóng nắng, do các tướng không thật không mà lầm phân biệt, biết do đối tượng sinh, do đối tượng hiện do biết, lì một tức không hai, như ánh sáng cùng cảnh, vô tâm cũng vô cảnh, lượng và đối lực tượng lượng, chỉ nương vào một tâm, như vậy mà phân biệt. Pháp biết và sự biết chỉ theo tâm vọng chấp, nếu rõ sự biết không thì biết tức chẳng có. Tâm là tự tánh pháp, thân là chỗ cấu ế, nhập vào địa thứ 8, từ đó được thanh tịnh, thiền định địa thứ 9, địa thứ 10 giác ngộ. Nước pháp rưới vào đảnh, thành tối thượng trong đời, pháp thân không có tận, đây là cảnh giới Phật. Rốt ráo như hư không, tâm thức cũng như vậy, vô tận cũng không hoại, dùng các đức trang nghiêm, thường trụ chẳng nghĩ bàn, các cõi Phật mật nghiêm. Ví như bình đã vỡ, nhờ đó đất hiện rõ, đất vỡ hiện ra bụi, bụi phân ra cực vi. Như vậy từ hữu lậu mà thành pháp vô lậu. Như lửa cháy hết củi, lửa lại cháy chỗ khác, chuyển y lìa phân biệt, chứng được trí bất động. Trong nước Phật mật nghiêm, như vậy mà thường hiện, không phẩm loại chúng sinh, chớ trụ ở thế gian, bỏ tất cả kiến chấp, trở về với vô ngã, đoạn các tướng lưu chuyển, không sinh cũng không diệt, dứt hết các kiến chấp, chứng được pháp vô ngã. Các hoạn nạn đã hết, tịnh trú không nghĩ bàn, dứt hết các kiến chấp, trở về với vô ngã, hết thảy pháp thế gian. Xưa nay tánh vô ngã, chẳng cho hoại thành không, do ví dụ mới rõ. Như lửa cháy củi hết, từ ở trong đó diệt, quán xét nơi ba cõi, riêng vô ngã cũng vậy, gọi là hiện pháp lạc, cảnh trí của thánh dân. Nương đây vào các địa,
diệt hết. Tôi từ xưa vượt lên khỏi thế gian, an trụ đạo xuất thế, chuyển tâm thành thanh tịnh, thường ở cõi mật nghiêm. Bây giờ Bồ Tát Như Thật Kiến và các đại chúng đều thưa: Bồ Tát Kim Cang Tự Tại, chúng tôi đều muốn được quy y, nguyện xin chỉ bày pháp ấy. Đức Bồ Tát Kim Cang Tệ nói kệ: Tánh Phật chẳng phải có, chẳng phải không có Phật. Cây uẩn đã thiêu đốt, quân ma đều thối lui, trú nơi cõi Như Lai, nước vi diệu mật nghiêm, thấy rõ tịnh không có. Nhân chủ muốn quy y, lìa xa các phân biệt, chứng nơi không xứ sở, do các định mật nghiêm. Nhân chủ muốn quy y, coi mật nghiêm tối thắng, cho nên các bậc thánh thành giác quán đầy đủ, trở về cõi mật nghiêm. Lúc ấy Đại Bồ Tát Kim Cang Tạng đã bảo Bồ Tát Như Thật Kiến: Nhân chủ muốn quán, các trụ địa, những người tu pháp quán, hành quán, tất cả thế gian như trong tượng vẽ, có cao thấp như mộng thấy nữ sắc đoan trang, như người nữ đá bỗng mộng thấy mình sinh con, như những sinh hoạt trong thành cả tác bàn, như vòng lửa thành bánh xe, như tóc treo rủ giữa không trung, như người ảo thuật tạo ra hình ngựa, rừng cây, hoa quả, như bóng mây nổi, như ánh điện chớp, đều là giả, chẳng phải thật có, do sự phân biệt tạo thành, giống như người thợ tạo ra đồ dùng. Nhân chủ thập khí chúng sinh ở thế gian che mờ tâm tánh, sinh ra các loại hí luận, ý cùng ý thức và các thức khác, khiến cho năm pháp ba tánh chuyển biến liên tục, cùng tương ứng với hai thứ vô ngã. Chỉ do dòng nước do gió thổi mà tạo nên các cái làn sóng, sóng khởi liên tục và dòng nước chảy không ngừng. Thức A Lại Gia ở trong thế gian cũng vậy, tập khí vô thủy giống như dòng nước đã bị gió cảnh giới khuấy động, sinh ra những làn sóng thức liên tục không dứt. Nhân chủ tâm này tuy thể tánh khác nhau mà thường duyên theo nhau, dần dần sinh khởi hoặc sinh khởi một lúc. Khi tâm sinh chấp lấy các cảnh giới cũng có sự nhanh chóng khác nhau như vậy, như nhà cửa, các ngôi sao, chỗ quân trận, núi rừng, cây, nhánh lá, hoa quả, những chỗ như vậy cùng một lúc chấp lấy nhiều thứ hoặc lần lượt từng thứ. Nếu ở trong mộng thấy lại chuyện đã qua, hoặc nhớ lại thuở mới sinh ra, lúc già chết và tính toán các vật, suy nghĩ các câu nghĩa, thấy các màu sắc đẹp lạ, cảm nhận ăn uống ngon, đối với cảnh giới này lần lượt biết rõ, hoặc có lúc chỉ một lúc biết rõ tất cả. Nhân chủ tâm tánh vô vốn thanh tịnh, không thể nghĩ bàn, các tạng Như Lai vi diệu như vàng trong quặng, ý từ tâm sinh, sáu thức khác cũng vậy. Như thế nhiều pháp ở trong thế gian tạo ra sự khác nhau. Nhân chủ thức A Lại Gia tuy có thể hòa hợp cùng các tâm pháp cho đến tất cả chủng tự nhiễm ô thanh tịnh, cùng dừng lại trụ nơi tánh thường sáng suốt, nên biết chủng tánh của Như Lai cũng vậy. Dù phân biệt định hay bất định, thì tánh cũng thường thanh tịnh, nhu biển luôn yên lặng, mà sống thường chuyển động. Lần lượt tu tập từng bước hạ trung thượng riêng biệt, sẽ bỏ các tạp nhiễm thì được sáng suốt. Bồ Tát Kim Cang Tạng là nói kệ: Lành thay tuệ như thật, chánh pháp vi diệu này, từ lúc ta vừa nghe, tâm định đã khai ngộ. Tất cả nước mười phương, các đại chúng trong hội, ông nên tùy thuận theo, vì họ tuyên nó thuyết rộng. Nếu người nghe thuyết rồi, A Lại Gia thanh tịnh, hoặc là được làm vua, chuyển luân bốn thiên hạ, hoặc làm trời đế thích, đâu xuất tu dạ ma, hoặc trụ trời cõi dục, đến cung trời tự tại, hoặc làm chủ cõi sắc, sinh vào trời vô sắc, sinh trong cõi vô tưởng, hưởng hỷ lạc thiền định, chứng chân thật không trụ, ví như sư tử hống, tự tại trong các định, nhờ tương ưng hỷ lạc, nhất tâm cầu mật nghiêm, không đắm nhiễm ba cõi, đến cõi mật nghiêm rồi, lần lượt mà khai ngộ, chuyển y được an lạc, từ an trú tịch tỉnh, có giới lượng Phật tử vây quanh để trang nghiêm. Bậc Pháp Vương tự tại, tối thượng ở trong chúng, chẳng như ngoài đạo thuyết, hoài diệt là niết bàn.
Hoại nên đồng với có chết lại sinh ra 10 nghiệp thượng trung hạ, vượt ra khỏi ba cõi, sinh ra sinh mật nghiêm tối thượng, siêng năng chuyện các địa. Được trí tuệ giải thoát, thân Như Lai vi diệu. Vì sao nói Niết Bàn? Đó là pháp hoại diệt. Nếu Niết Bàn hoại diệt, chúng sinh có tận cùng, chúng sinh nếu có cùng, cũng có điểm khởi đầu. Nên pháp chẳng có sinh, từ đầu làm chúng sinh, mà không có chúng sinh, mà sinh cõi chúng sinh, cõi chúng sinh đại tận. Phật không đốt đuốc pháp thì không thể giác ngộ, cũng không có Niết Bàn. Người vọng chấp giải thoát như hạt giống đã cháy, đèn tắt và lửa hết. Nói tánh giải thoát đó là có hoại không thành, xa lìa không thể chứng. Nơi giải thoát diệu lạc, biến xứ và các thiền, vô sắc vô tưởng định, sức thần thông tự tại, nghịch thuận mà ra vào, ở đó không thoái lui, thường không bị chìm đắm, biết rõ các pháp tướng, khéo đạt được các cõi. Như vậy mà trang nghiêm, đến trụ nước mật nghiêm. Nếu nói tánh giải thoát có hoại nhưng không thành, người này trụ các cõi mà mãi không thể ra, phá hoại ba hòa hợp, nhân nơi bốn thứ duyên, mắt duyên sắc trong ngoài, hòa hợp sinh ra thức. Pháp thế gian trong ngoài do sức mạnh tướng sinh. Như vậy với các nghĩa, tất cả đều chống trái, nên biết chỉ thực hiện lìa tâm mới chứng được, không sinh ra phân biệt, còn không trụ tánh đó, lìa các duyên vinh vào, tâm thiền định tịch tỉnh, bỏ kiến chấp thế gian, năng chấp và sở chấp, xa lìa chuyện ý thô, trí tuệ bất tư nghì. 10 thư ý sinh thân, tốt đẹp và trang nghiêm, làm chủ của ba cõi, đến cõi nước mật nghiêm, sắc tâm và tâm pháp, bất tương ưng vô vi, trong ngoài các thế gian, thật quán không riêng khác. Những người trí như vậy, đến cõi nước mật nghiêm, danh tướng cùng phân biệt, chánh trí và như như. Thiền định soi thấy rõ, thể tánh đều bình đẳng, vào cõi tịnh mật nghiêm, được chư Phật khen ngợi. Nếu hỏi ba hòa hợp và nhờ bốn thứ duyên, chính mình không vững chắc, đồng các vọng phân biệt, tập khi ác phân biệt, bị năm thứ hí luận. Ví dụ không thành lập, các nghĩa đều trái nghịch. Năm thứ phiền não đoạn, tuệ nhãn cùng vượt qua, điên đạo không điên đảo, pháp này không dị hoài, xa bỏ đạo pháp mình, nương theo đạo pháp khác. Các chiến chấp ban đầu đều từ hoại diệt sinh, đại vương phải nên biết, chúng sinh trong các cõi, với vòng xe xoay chuyển, không có điểm bắt đầu. Như Lai dùng bi nguyện, tùy duyên hiện các cõi, như vầng trăng trong sáng, hiện khắp cả mọi nơi, tùy căn tánh chúng sinh, thích hợp mà thuyết pháp. Nếu diệt Niết Bàn là diệt, Phật có công đức gì? Tăng thượng có ba thứ, giải thoát cũng như vậy, tứ đế và thần thông, niệm xứ vô ngại biện, bốn duyên trụ vô sắc, căn lực và thần thông, các độc giác bất tri, pháp hữu vi vô vi, cho đến các thánh nhân đều nương thức mà có. Khổ trí, khổ pháp trí và khổ tùy sanh trí, tập trí gồm có ba. Diệt đạo cũng như vậy, 12 loại trí này đều gọi là hiện quán. Học nhân có 10 bậc, sinh trở lại 7-8, gia gia nhất vãng lai, một lần rồi diệt độ, trung ban cùng sinh ban, hữu hành và vô hành. Bậc thượng lưu khắp nơi, sau đó nhập Niết Bàn. Tất cả bậc như vậy, phẩm vị của các trí. Người tu pháp quán hành, thượng trung hạ khác nhau, Bồ Tát tu tinh tấn, sự nghiệp rất thù thắng. 11 cùng 12 cho đến thứ 16, người tu các định này đã diệt dừng tâm vọng. Tận cùng chẳng phải tâm, chẳng phải tâm cùng trụ, tâm vị lai chưa đến nên chẳng có, tâm duyên không hòa hợp, chẳng đây chẳng đó sinh. Thiền thứ tư vô tâm, có nhân không thể hại, có nhân là các thứ, ý thức và năm loại, vọng tưởng không tự biết, giống như gọn sóng nổi. Người định quán lại gia, có thể lìa phân biệt, vi diệu không chỗ có, chuyện y mà không hoại, ở trong chốn mật nghiêm, như trăng thường chiếu sáng. Các bậc trí mật nghiêm, cùng Phật thường tụ hội, luôn ở trong cảnh định, một vị không khác nhau.
Người ở định mật nghiêm, xác định sanh nơi đó. Vì vậy nên tu tập tướng tâm định diệu này. Dục giới có 6 trời, phạm ba 16 xứ, vô sắc và vô tưởng trong tất cả các cõi. Nếu sinh nước mật nghiêm, làm thiên chủ ở đó, muốn cầu cõi mật nghiêm, nên tu 10 loại trí. Pháp trí tùy sanh trí, thế tục trí tâm khác, trí khổ tập diệt đạo, tận trí vô sanh trí. Nhân giả thế chân thật, dòng vua Xá Luân La, cùng vua Nguyệt Cam Giá, dòng họ không khác nhau. Nên tìm nước mật nghiêm, chớ thoái tâm hoài nghi, như chưa bị dắt đi. Lo sợ mà lùi bước, ở ý ở lại trong thân, giống thú dễ nương ở, cũng như giả làm cây, cỏ lâu ở trong sông, như vua chơi vườn cảnh, cả thân thể vận động, ý cùng với ý thức, tâm tâm pháp cùng khởi. Giống như mây giữa không, tụ thành mà không thật, chủng tử tức lại da, bị tập khí che mờ. Ví như ngọc mani, tuy duyên hiện các sắc, nhưng lìa thân chúng sinh, tánh thanh tịnh không nhiễm. Chủng tánh quyết định này cũng là đại niết bàn, gọi là nhân tướng sinh, tướng từ nhân duyên khởi, do nơi các hình tướng mà khởi lên phân biệt từ hai nhân, tướng ngoài tập khí trong. Mặt na thức thứ bảy, nên biết cũng như vậy, các căn ý duyên nhau, pháp sinh nơi năm thức, cùng tương ưng tâm pháp. Như vậy trụ trong thân, chánh trí thường quán sát tất cả các thế gian. Từ nhân duyên như vậy mà sinh các quả ấy, chân như chẳng khác đây, các pháp hỗ tương sinh, cùng tâm ý tương ưng, quán thấy rất rõ ràng, đây tức là các pháp, tánh chân thật cứu cánh, cũng là pháp vọng chấp, tất cả pháp không sinh, tánh các pháp thường không, cũng không, cũng chẳng có, như huyễn mộng, ráng nắng, như thành càng thất bại, vô số loại hình tướng, danh cú già, gian thân, do chấp trước sinh ra, thành ra tánh biến chấp. Căn cảnh ý hòa hợp, quân tập thành hạt giống, cùng tâm không phân biệt, các thức từ đây sinh, tạo thêm vốn cho nhân, gọi là y tha khởi. Trong chứng trí chân thật, ngoài hiện ra pháp trụ, tức là nói viên thành, cảnh giới các bậc thánh, Phật và các Phật tử, chứng pháp này là thánh. Nếu người chứng pháp ấy, tức thấy được chân tế, thuyết giảng pháp đã hết, phạm hạnh đều lập xong, việc làm đã thành tựu, vĩnh viễn lìa các cõi, giải thoát tất cả khổ, diệt trừ những sợ hãi, sinh hai pháp vô ngã, có thể khéo biết rõ, đốt cháy các tập khí, đoạn dứt các phân biệt. Từ phó thủy đến nay, tích tụ các lý luận, vô lượng các tội lỗi, tất cả đều trừ hết. Dĩ như hoàn sắc nóng, hết nóng, sắc không hơn, giải thoát cũng như vậy, nhận hết mà trong sáng, vào cảnh giới vô lậu, gọi ví diệu mật nghiêm, cõi này rất tối thắng, ngoài ra chẳng sánh bằng. Chỗ cư trú thanh tịnh của Phật và Bồ Tát, hiện tiền vui ta muội dùng đây làm thức ăn. Người muốn sinh cõi này, nên tu quán chân thật, là vì có các duyên, như lý tuyên thuyết rộng, danh sinh vốn ở tướng, tướng khởi lại theo duyên, đủ các loại phân biệt, đều nhân tướng mà có. Căn cảnh như bình giỏ, huẩn pháp hợp lại thành, phân biệt từ đây sinh, biết rõ phân biệt đúng, hoạt động hoặc chẳng động, tất cả các thế gian đều nhân si ám sinh, lấy ngũ tối làm thể, dài ngắn các màu sắc, âm thanh cùng hương vị, ngọt đắng đều, bền chắc trơn, chỗ chuyên các của ý thức, tánh thiện và bất thiện, pháp hữu vi vô vi, cho đến cảnh niết bàn, đây đều cảnh của trí. Niệm niệm thường chuyển biến, đều do nương thức sinh, như lực đá nam châm, hút sắc khiến di chuyển, nên biết thức mạt na. Ở thần thức cũng vậy, như rắn có hai đầu, mỗi đầu là một vị. Ý nhiễm ô cũng vậy, chấp thủ a la gia, duyên ngã tạo nên nghiệp, tăng trưởng thêm ngã sợ, cùng kết hợp ý thức, làm chỗ nương mà chuyển. Trong thân sinh hơi ấm,
vận động tạo các nghiệp, ăn uống và y phục. Tùy việc mà thọ dụng, nhảy nhót hoặc ca múa, mỗi loại tự như thích, dị thân các chúng sinh, đây do công của ý. Như trong giấc mộng thấy, tất cả các cảnh giới, khởi các loại phân biệt, không biết chỉ tự tâm. Như người ở trên không, chạy trên tơ đùa giỡn, nguy hiểm không an ổn, phân biệt cũng như vậy, phân biệt không chỗ nương, chỉ làm theo mọi cảnh, như hình tượng trong gương, do thức động nên thấy. Kẻ ngu mê hoặc này, chẳng phải bậc trí sáng, nhân chủ phải nên biết, ba thứ này thực hiện, nếu xa lìa chỗ này, thì gọi là chân thật. Cái Bồ Tát Trì Tấn và Thánh Mục Kiền Liên quan sát khắp đất cõi, mọi thứ đều tốt đẹp. Trong chỗ trang nghiêm đó, cõi này rất thù thắng, cực lạc hiện an vui, cho đến ở phương dưới, trong vô lượng ức cõi, được chư Phật tán thán. Đều bảo đức mật nghiêm, tự nhiên hiện oai đức, vô thủy cũng vô chung, vốn là cõi Như Lai. Nhưng ra khỏi ba cõi, tịch tỉnh trốn vô phi, lợi mình và lợi người, sự nghiệp đều viên mãn, đây chính là thành Phật. Muốn thực hành Phật sự, cốt yếu từ mật nghiêm, hóa làm vô lượng ức, thường nương theo chánh định, hiện ra các thần thông trong tất cả cõi nước. Như mặt trăng không thấy, tùy các loại chúng sinh, ân hóa làm lợi ích, mười cõi của Hoa Nghiêm. Đại thọ cùng thần thông, thắng mang và kênh khác, đều từ kênh này ra, kênh này thù thắng nhất. Các kênh không thể bằng, nhân chủ và các vua, nếu hết mực tôn kính, cõi dục sắc vô sắc, vô tưởng các cung trời, Phật đã vượt ra khỏi, trụ vào chốn mật nghiêm, các cung điện cõi này, như hoa sen nhiều sắc. Tất cả đức Như Lai, tướng đẹp trí thanh tịnh, Phật và các Bồ Tát thường trụ ở trong này. Thế Tôn luôn thiền định, tịch tỉnh rất tối thượng, từ nương định khó nghĩ, hiện các sắc tốt đẹp. Sắc tướng không giới hạn, ngoài kiến chấp năng sở, cõi cực lạc trang nghiêm. Thế Tôn thọ vô lượng, các hành giả tu quán, sắc tướng đều như vậy, hoặc thấy thiên trung thiên, sắc vàng sáng rực rỡ, sư tử màu kim sắc, chân kim cang nguyệt quang, con công lông trắng nõn, sen lưu ly sáng chói, hoặc thấy thân gầy yếu, rách rưới dáng lùn xấu, hoặc như ngàn mặt trời chiếu trên hoa sen lớn, hoặc thấy các Bồ Tát đính tóc long phương, dùng vật báu của vua là mũ báu trang nghiêm, hoặc thấy các hình tượng bánh xe cờ cá ốc chiếu ra màu sắc đẹp như cầu vồng trên không, hoặc thấy núi Tu Di đặt trong lòng tay phải, hoặc đem nước biển cả gom như dấu chân bò, hoặc thấy được làm vua mặc áo mũ sang trọng, hai bên quan phơi quanh cùng tuyên chiếu việc nước, hoặc thấy các Bồ Tát bậc tu hành tối thượng nói về cảnh giới mình, biết các pháp của Phật, hoặc dùng trí thiền định rồi chuyển chỗ nương tựa, chứng được thân như huyễn, tất cả đều vô ngại, hoặc thấy rõ các cảnh, đoạn các nghiệp chấp trước, các kiến chấp đã trừ, không trở lại các cõi, như mở dầu đã hết, đèn tắt mà niết bàn, hoặc thị hiện tu hành tất cả ba la mật, diễn bày ở đại hội, ban khắp vô cùng tận, khổ hạnh và trì giới, các phép nghi mỗi loại, nước cực lạc trang nghiêm, người chẳng phải thai sinh, thân tướng như vàng ròng, tỏ màu sắc khắp nơi, tương ứng được tự tại, an lạc và sáng suốt. Cảnh giới của người này, trăm phần không phải một. Người trong cõi cực lạc, thức ăn theo ý muốn, Đấng Mâu Ni tự tại, định là vị cam lộ, cây báu tên Như Ý, dạo chơi nghỉ dưới đó, vàng ròng làm miếng mỏng, trải khắp đất trang nghiêm, mặt đất nhiều hoa sen, cùng các hoa tươi tốt, mến mộ công đức Phật, nhất tâm để hồi hướng, nơi cõi Phật thù thắng, từ hoa sen hóa sinh, đủ các tướng trang nghiêm, sáng trong không trần có. Lúc ấy Đại Bồ Tát Kim Cang Tạng nói kệ này rồi, hiện thân mình như đốt tay, hoặc như hạt cải cho đến một phần trăm đầu xà lông, hoặc hiện thân Phật, hoặc hiện thân Đập Giác, hoặc hiện thân Thanh Văn,
chỉ hiện vô số thân hình khác để thuyết pháp. Phật nói Bồ Tát chứng nhập các địa, biết rõ năm pháp, tám thức, ba tánh, hai vô ngã, đất tam muội như huyễn, tùy ý tỏ thân, thân không tự tại, lực vô ý đều không thoát chuyển. An trụ vào nơi chốn thanh tịnh, nhập vào cõi Phật, vô lậu uẩn giới thường không biến đổi. Hoặc nói Bồ Tát có thể dạo khắp như mộng, như tượng, như trăng trong nước. Người hành đạo thực hành các pháp quán này chứng được tam muội thủ lăng nghiêm, thân như mười huyễn, các nguyện hoàn toàn được thành tựu, đạt được bậc chánh giác, ngồi trên hoa sen mẫu. Các chúng Bồ Tát đều vây quanh. Họ nói Bồ Tát nhờ nguyện lực hiện vô số hình ở các cõi ma mà làm Phật sự. Theo vi diệu của các Bồ Tát này, không còn vướng vào có không. Và nhờ các trời, tiên, cả thất bà ở núi Tu Di hoặc ở hư không, cõi của chúng sinh không thể nhìn thấy. Thường các Bồ Tát ấy cũng như vậy, người không tu quán hành thì không thể thấy được. Họ nói Bồ Tát đắc thiền định, lực tam muội tự tại ở cung điện hoa sen của mười phương cõi nước thể hiện thọ sanh và niết bàn. Họ nói Bồ Tát nhờ lực tam muội chuyển sở y và không trụ vào chân nhân. Ở nơi tất cả cõi chúng sinh hiện các thân khác nhau, tâm của Bồ Tát bình đẳng như đất, như nước, như mặt trời, mặt trăng. Họ nói Bồ Tát đem tâm đại từ thương xót chúng sinh, lưu chuyển sinh tử, nghèo cùng qua độc bị các khổ dày vò như con ong đen đầu vào thuyền nên đi khắp biển cả, theo thuyền chạy một do tuần cho đến trăm ngàn do lượng do tuần để thuyết về vô ngã, sinh tử vô thường, khiến cho họ được biết được sát na chống diệt không dừng. Họ nói chư Phật và các Bồ Tát thấy tất cả chúng sinh khác ái mê loạn, phân biệt bị các khổ bức bách ở trong pháp vô tướng mà chấp thủ tướng, chấp trước có năng sở hư vọng, cho nên chấp và sở chấp này trói buộc tâm chúng sinh dâm rủi khắp trong biển sinh tử không dừng, nghèo cùng cô thế không có chỗ nương, như nhện sâu bị mắc lưới trong biển cả. Phật và Bồ Tát giống như người ở trên thuyền đối với chúng sinh khởi tâm thương xót, muốn làm cho thoát khỏi nạn khổ sinh tử, tùy theo tâm của chúng sinh mà hiện thân thuyết pháp bố thí, làm tất cả hạnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Thừa Mật Nghiêm, quyển thượng